Chào anh em nhé. Hôm nay là ngày 31, à đâu, mùng 2 tháng 1 năm 2020, 21. Anh em có lên thăm giàn lan của bác Nguyễn Quang, ngắm những cái giò Phú Thọ 51 này. Các bác nhìn này, 51 là đã 51 đây nhá. Mà đây là đã cắt rồi các bạn ạ. 51 là đã đạt đến 70 sen. Đẳng cấp luôn, uy tín. Đây này. À, địa chỉ là khu 5 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Gian của anh ấy quy cách như sau các bạn nhé. Những khinh khí cầu đẹp quá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn cái cách chúng ta làm giàn lan trên tầng thứ tư. Tầng thứ tư như các bạn biết là không trộm cắp gì được, không trèo được, chỉ có đu dây thôi. Đấy. Được đấy. Đây là cái khoảng không mà anh cho gió lùa vào. Đấy. Mặt sàn, diện tích mặt sàn là 120 m² các bạn nhé. Đấy. Cái sạp này là có diện tích 1m2 các bạn này. Đấy. Nối với cái ống vuông 1.4 ly. Đấy. À, chiều dài là 1m2. Đấy. Ở đây anh ấy giữa là anh chạy cho chạy một cái bàn, một cái sạp như này. Ở giữa có điểm nối, có điểm thông. Và ở đây là trên mái tôn tầng 3 các bạn nhé. Đây. Rất phù hợp với những cái không gian nhà phố mà muốn tiết kiệm diện tích, mà muốn tăng cái nhu cầu gọi là về kinh tế. Đấy. Đây, các bạn nhìn đây là bên này lưới đài là một này, và lưới B40. Như này ở phía dưới này thì không ai có thể nhảy lên để lấy được các bạn nhé. Nhà là cố tình là hàn B40 vào đây để cho là trộm đu lên đây sẽ bị rơi xuống và đấy. Lý do mà tại sao mà không hàn rào sắt xung quanh mà là hàn B40 để nó đu vào đây nó rơi xuống. Vâng. Vâng. Đấy. Còn cái lưới sạp này các bạn nhìn đây là lưới vuông 5, và cái này là sắt 4 hay sắt 5. Đấy. Cái này ở những cái vật liệu xây dựng bán rất là nhiều. Đấy. Tổng chiều dài của cái sạp này là tổng là ở đâu là 14,8 mét các bạn nhé. Đấy. Sạp ở giữa là sạp to nhất. Đấy. Đây là một cái giàn va gọi là đạt yêu cầu tiêu chuẩn. Mới xây dựng xong được khoảng 4 hôm. Hôm nay anh em đến khai giàn. Đấy. Là báo cáo với anh em như thế. Là cái chiều đây là bác Quang bác bố trí những cái béc tưới. Từ béc tưới xuống đến mặt sàn, mặt sạp này là 1m2 các bạn nhé. Còn từ cái mặt túi lưới ly lông lên ở trên kia là 2m9. Và bác cái bố trí là trên cùng lưới và dưới lưới là một cái lớp ni lông để cho xương nó không rơi xuống được các bạn nhé. Và nhất là vào mùa đông, buổi tối thì mùa đông miền Bắc cái khí hậu nó cực kỳ khắc nghiệt các bạn nhé. Đấy. Ở đây là bác có bố trí một cái bu ly để treo để kéo cái lưới này. Đây. À, giữa là hai sợi dây cáp của bạn này. Đấy, để kéo cái đấy. Để kéo làm sao cho cái nó đủ cái độ dâm mát cho lan. Như các bạn biết là giàn lan của chúng ta là bắt buộc phải đạt đến 60-70% ánh sáng chứ không phải 100%. Đấy. Đây là mái tầng 3 các bác nhé. Đấy. Bác
ra kéo hộ em cái bu ly này, kéo ra kia xem hệ thống nó vận nó hoạt động như nào. Đây đấy, ở phía dưới lớp mái là một cái lớp đấy, hai bên này đây là cái dây chạy này, đấy cái dây chạy ở chỗ kia, đấy dây chạy ở kia nốt này, đấy đấy đây các bạn nhìn này, đấy bắt đầu này, đấy khi kéo bu ly bắt đầu cái lưới nó bắt đầu chạy hết cái sàn này. Anh kéo mạnh phát nữa đi. Ui, đấy đấy các bạn nhìn này, đấy thì cái những cái ngày hè nắng nóng thì nó đạt cái độ dâm coi như là độ dâm tiêu chuẩn cho dàn các bạn nhé. Đấy rồi, bu ly này, bu ly đảo chiều, các bạn có thể ra cái quầy vật liệu xây dựng để mua. Đấy, bên này là các rãnh chạy, các dây chạy này. Đấy, bác Quang thì quá dành về xây dựng cho nên là dàn này quá tiêu chuẩn và quá đẳng cấp luôn, đạt gọi là đạt tiêu chuẩn. Đấy, đấy, đấy. Đây bắt đầu đến độ căng đét rồi. Căng chưa anh? Rồi. Đấy, các bạn nhìn xem. Nó quá đẹp luôn và nó đạt cái độ dâm để cho dàn nó đủ tiêu chuẩn. Đấy. Rồi em đẩy lại đi, em đẩy lại đi. Đấy, bắt đầu khi kéo cái dây cáp là bắt đầu cái hệ thống lưới nó bắt đầu chạy lại. Đấy. Các bạn nhá. Đấy, nó thu lưới như thế này. Và tốc độ thu là 30 giây trên 30 giây là thu hết rồi. Đấy, sáng trưng luôn. Là toàn bộ hệ thống như thế này, anh dùng cái vuông 4 từ góc này. Đối với mỗi góc cái ô vuông thì anh dùng cái ô vuông 4 để chạy dọc sang bên kia. Đấy, để cho cái khi mà mình làm trên tầng 4 là nó không bị lay lung lay bốn góc. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy. Đây nó những cái thanh chéo như thế để cho nó không bị dồn, cho nên là khi tôi đứng trên này có lay thoải mái như này nhưng mà nó vẫn không bị xô. Đấy, các bạn nhớ nhá. Đấy, hôm nay cũng đúng là cái ngày mà huyện Than Uyên tổ chức bay biểu diễn khinh khí cầu. Ở trên này view cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái phố núi Than Uyên như thế này, chung là đẳng cấp và uy tín luôn đấy. Đấy, cái dàn lan của anh nó thuộc vào cái hàng mà tiết kiệm chi phí mà đạt cái rất nhiều yếu tố. Một là về tốc độ gió, về mái che, về view và tất cả những yếu tố khác. Đấy, đủ tiêu chuẩn về dàn va. Đấy. Đấy. Thì mình nói thêm với chỗ cái béc đây, anh dùng cái béc 4 góc, cái béc xanh 4 góc này các bạn nhé. Và chiều dài là 50cm một béc và phun dưới dạng sương mù các bạn ạ. Đấy. Và chỉ trong tầm khoảng 10-15 phút là bắt đầu ướt hết dàn rồi. Ướt hết cây trên dàn rồi. Đấy. Ở cái ô giữa này là ba cái thiết kế cái sạp này, cho nên là mình không trẻ con không thể sải chân để đi ra đây được. Đấy. Cũng tính toán hết tất cả các phương án rồi. Đây là một trong những cái cách mà chúng ta làm dàn ở trên tầng 4 mà để cho đạt cái hiệu quả kinh tế và cái sở thích của mỗi cá nhân chúng ta, đặc biệt là thời điểm là dàn lan va là đang có giá rất là cao các bạn ạ. Xin được chia sẻ với các bạn và xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.